Kính chào tất cả quý vị khán giả trên kênh Oanh Luân TV. Thế hôm nay thì Oanh Luân TV sẽ lấy một cái vườn bí, đây vườn bí của Oanh Luân TV nhá. Đấy, đây là bên này là vườn bí, đây là vườn bí bí xanh leo dàn này. Còn đây là cái vườn bí cũng bí xanh nhưng mà bí xanh bò, là bí nằm. Thế thì hôm nay Oanh Luân TV sẽ tư vấn cho bà con trên mọi miền Tổ quốc kỹ thuật là bắt bí, rằng là có nghĩa là để dây này, cũng như là bắt dây để bỏ quả nhá. Đấy, cũng xử lý một số cái bệnh thường gặp ở cái cây bí xanh thời gian lần đầu. Hôm nay Oanh Luân TV xin chào tất cả bà con trên mọi miền đất nước. Hôm nay là đây bầy bí của Oanh Luân TV, đây là trong bầy bí đây. Đây của Oanh Luân TV là trong như đến thời điểm này là đúng tròn một tháng. Thì Oanh Luân TV sẽ hướng dẫn cho bà con làm như nào để đạt hiệu quả và năng suất cao. Thì khi bà con khi trong sông xuống là được ở tầm 8 lá, đến để 8 lá thì chúng ta nên bấm ngọn. Đây, anh nhìn tân anh quay chị. Là tôi đây, là tôi đã bấm ngọn đây rồi. À, đây là những cây này đã bấm ngọn đúng không? Bấm ngọn chính. Thì có nghĩa là nó được 4 cặp lá đúng không? 4 cặp lá thì tôi đã bấm ngọn chính, bắt đầu là để mấy thân đi thì tôi sẽ hướng dẫn cho bà con được biết. Đây, đây nhà hắn một góc như này, tân anh đây. Rồi để tôi cây cẩn cảnh cho bà con. Đây, là bắt như này. Đây, dây nào ra dây đổ. Có nghĩa là thêm một góc vậy là để thường thường để khoảng mấy ngọn? Tôi để 3 dây. 3 dây đúng không? Để 3 dây, chẳng hạn như dây nào đây, cái dây nào xấu thì chúng ta tiến hành bỏ đi. Chẳng hạn như dây này thì bỏ đi được. Thì tôi sẽ để một dây như này. Đây. Để 3 dây song song với nhau. Đây, một góc như này là để 3 dây. Đây. Còn những dây nào xấu hoặc nó kém hơn thì ta bẻ nó đi đúng không? Để như để 3 dây song song đi với nhau để cho làm đạt cái năng suất, hoặc là khi mà có cái nách ở đây. Đây. Có cái nách ở đây thì chúng ta phải vắt bộ. Đây chẳng hạn như để song song đi với nhau. Có nghĩa có mấy cái dây chèo đúng không? Ừ, người ta nhánh là chúng ta phải tiến hành bỏ hết. Đây. Thì cũng có một điểm đây thì như TV nhất là cái bí xanh bí bò đất. Anh có cái bí bò đất thì đặc biệt là rất là nhiều sâu. Đây là nhiều sâu ăn lá về đây. Thì anh quay cái đợt sâu ăn lá đây. Đây, tôi quay cho. Đây là cái cây, những cái lá này là lá bị sâu ăn nha bà đây, con. Đây, sâu đây. Đây, con sâu xanh này này. Đang bò lồm ngồm này. Đó. Đây, con sâu này thì anh Tấn, nó như lá thì xanh như Tấn thấy đâu, anh quay cho người ta kỹ. Đây. Đây, con sâu xanh như làm rất là hại về cái bí. Nó ăn hết lá và làm mất cái năng suất. Đấy, thì tối đến đây tôi hướng dẫn cho ba con là được biết là cái sâu này thì chúng ta nên xịt cái gì. Thì hôm nay tôi lính cầm thuốc đi, nhưng đều là cái sâu này thì chúng ta thường xịt là thằng polythone. Đấy, ba con nhớ polythone về cộng với thằng tung mê tin là được hai thứ để chúng ta phun một cái là cái con sâu này đặc biệt là chết hết. Đấy, nó là thằng polythone là sinh học. Đấy, một sinh học. Đấy, thì cái bí xanh này có bí quyết của nó là chúng ta thường như này bắt ngọn ra đều. Thì chúng ta sẽ chạy tưới cho nó một lần phân. Mà tôi đây thì anh Tấn anh quay kỹ để tôi là làm cái ống dừa dột anh. Đây là cái ống dừa dột đấy. Còn người Luân TV đã thiết kế một cái hệ thống ống nhỏ dột nhá. Đây là một cái van khởi thủy để những trường hợp để mở bọc khóa. Khi nào mở thì mở này mình phải hướng dẫn ba con, người nào mà trong rồi thì khi mà khóa chúng ta khóa như này. Đây làm cùng hướng dẫn cho ba con, đây là cái ống dừa dột đây. Cái ống dừa dột tôi chạy nước trong này. Thì cái ống dừa dột này thì như tôi đây là một thiết bị tôi chỉ chạy 2 tiếng là xong. Đây mà 2 tiếng đồng hồ thôi. Có nghĩa vừa chạy nước mà vừa kết hợp chạy phân luôn mà được đúng không? Thì hụt phân và chạy trong này luôn. Khi nào mà cảm thấy bí mà yếu thì chúng ta nên tăng cường phân. Đó là cái bí quyết trong một cái hệ thống ống dừa dột là rất là tiện lợi cho bà con. Còn mà trong này có một cái số anh Tấn anh quay kỹ là cái số này tôi còn nhớ thời tiết nó mưa nhiều. Thì hiện tượng là đã chạy lá chạy lá của cái bí đây. Anh Tấn đấy còn là chạy lá đánh quay kỹ. Đây là những cái lá đây, tôi quay đây. Đó, ở từ vùng Tây Nguyên này đợt này là đang mưa, là mưa gió thất thường, đâm ra là mưa đáng thất thường, đâm ra nó ảnh hưởng một số cái, nó sẽ sinh ra một số cái bệnh. Đây, như cái bệnh này, đây là đàn lá đang bị cháy này, đốm này, bắt đầu chấm này, những cái chấm bi này là hiện tượng bắt đầu là bệnh, nó đã bắt đầu là có rồi. Thế thì hôm nay Oanh Luân TV anh có thể là chia sẻ cho bà con là
cái cách phòng trừ và xử lý một số cái bệnh này được không? À, một cái số bệnh này thì thường thường trên thị trường nó nhiều thuốc, nhưng cái bí này thì cũng rất là dễ chữa thôi. Vì cái bí nó cũng để nổi là như cái dưa hoặc là những cái thứ khác. Thì bệnh này gọi là chảy, gọi là giả sương mai, thì trong đấy có cũng là do nấm phô tô tiết ra thì nó đánh lên. Thì trong này thì có hai cái thứ thuốc đấy. Có nghĩa là khi này thời tiết mưa nắng này thất thường này lại đủ ẩm lên đất trong cao đúng không? Đâm ra là cái nấm phototerra nó sẽ bốc lên, nó sẽ đánh ngược lên là nó làm cho cái cây nó bị bị như vậy. Cái này thì chúng ta nên dùng thằng Matashi. Matashi này thì một gói chúng ta chỉ có bị nhẹ thì chúng ta chỉ có phủi Matashi thôi. Còn nếu mà bị nặng thì chúng ta Matashi về thân xì cột. Đấy, xì cột đấy. Xì cột đúng không? Đấy, nhưng nếu là bị nhẹ thì chúng ta là phun mũi Matashi không đồng hết, hoặc là thằng Ridumin cộng với thằng M15 đồng hết. Đấy, về hoặc là thằng Ridumin cộng với thằng Daconin đồng hết. Hoặc là thằng Antracon cộng với thằng Medoli đồng hết. Thì nói chung là trên cái thị trường nó nhiều thuốc, nhưng đều là đặc biệt về phát hiện ra cái bệnh gì. Đấy thì anh Luân TV sẽ hướng dẫn cho bà con là để bắt ngon ra, bắt khi anh Tân để tôi quay, anh Tân anh quay kỹ để cho bà con người ta biết là bắt ngon ra là xong phải làm cái gì. Đấy, cho anh Tân anh quay kỹ cây này. Rồi, để tôi quay. Đây. Đây cái bị chúng tôi đã bấm nguồn đây, mà bắt ra đi, nó đây. Đây, bắt ra cho nó thẳng này. Rồi bắt ra như này, bắt ra cho chúng ta đi. Đấy. Những cái nguồn này đây là những cái cây này là bị đây, xấu ăn đây rồi. Thì chúng ta phải loại bỏ ngay. Đây, chúng ta bắt bỏ ngay từ trong này. Đây, chúng ta bắt bỏ ngay. Bắt bỏ đi. Và lấy đây. Lấy cái treo này qua. Ba cái dây đúng không? Đây là lấy ba dây bắt cho thẳng ha. Đấy. Khi nào mà có những cái treo nào ở trong này thì chúng ta cũng bắt bỏ. Thì chúng ta bắt bỏ như này thì bắt đầu hoa được đây là sẽ bảo đây rồi. Đấy. Đây là cái này là hoa được. Đây là hoa được hả? Nó đã báo đúng không? Nó báo đấy như rồi. Thì chúng ta là khi bắt đầu bắt nguồn xong, chúng ta sẽ chạy tới một hecta, chạy từ tầm 50 kỳ NPK đấy, để cho nó có đủ sức để cho ra và để đạt cái năng suất trong một hecta. Khi mà đầu trái rồi, khi mà nó ra được trái rồi, đầu trái như thì chúng ta tăng cường thêm đấy, để cho nó để ra nhiều và được sức, nó để ra được. Có nghĩa là mình phải tăng cường phân đúng không? Thì tăng cường phân, thì phải tăng cường phân. Khi mà đầu ra hoa rồi thì chúng ta chỉ chạy thêm người tâm, nếu mà nhiều thì một tạ thêm hơi tạ thôi, không nên chạy nhiều. Ở chạy nhiều thì cái bì nó sung sức, nó sẽ tốn quá. Đó là cùng đấy là cho ba con được biết. Đó là trên một cái quy trình để làm bì lên như này. Đấy. Còn bạt là chúng ta anh Tân anh quét kỹ bạt, chúng ta phải phủ kín. Và đồng thời ta phải đi phân nách đúng không? Đi phân nách nhưng để chúng ta bạt là phải phủ kín. Phủ kín là mục đích là thứ nhất là để cho cỏ nó mọc được. Cái thứ hai nữa giữ được độ ẩm trong cái bạt để cho cây nó phát triển đồng đều đó. Đúng rồi. Thì để nó hấp hơi khi nước nó bốc lên thì nó đồng bạt, nó hấp xuống thì rất là đùm, rất là cao. Đấy là phải bạt là chúng ta phải phủ kín. Đó là cái quy trình bên làm cây bi xanh, thì đó là bà con được biết hình thức là nó như vậy. Thì chúng ta là cần nhớ rằng là riêng cây bi xanh thì lẩu cách lẩu là 50. Cây là 50 phân. Mà mét hàng cách hàng là 6 mét. Hàng cách hàng là 6 mét. Cùng đây như tôi thấy thế này là báo cáo với quý vị đây là đây. Đây từ gốc cái cây này này. Em đi đây, để qua gốc cái này là đúng là 50 phân nhá. Đây, tôi đo là được đây, 2 gang rưỡi là 50 phân này. Đây, còn hang này, từ hang là từ cái mép bạt này qua là mép bạt kia là 6 mét. Tính tên một hàng cách hàng đấy. Đó, thì lên 6 mét. Thì chúng ta là làm canh, làm nhánh cho kỳ. Thì ba treo thì một góc này thì tôi dự tính là tầm 8 đến 10 trái. À, cứ một gốc là khoảng 80 trái đúng không? Nhưng mà theo như tôi hỏi anh một câu được không? Có nghĩa là thế này này, trên một cái gốc vậy là nó có 3 dây đúng không? 3 dây. Nhưng mà một dây vậy mình để mấy trái hay là... Một dây thì thường thường nếu mà là người nào làm đạt thì một dây để 3 trái. À. Một dây để 3 trái thì 3 dây được tầm 9 trái. 9 trái. Nhưng mà bình quân là khoảng 3 dây vậy, một dây 2 trái là đồng đều đúng không? Thì 3 dây thì cứ bình thường người tầm 6 đến 8 trái. Chúng ta cứ phải tầm ít nhất phải 6 đến 8 trái. Thì như một hecta này thì... tôi như hecta này thì tôi trồng được 4.000 gốc. 4.000 gốc. 4.000 gốc thì như bình quân như của tôi thì cỡ tầm được 12 cân trên một gốc. Đây là 6 trái là cho bình quân
ngày chỉ thấy một gốc thì 1 hectare này như bị cho tôi tính được tầm 50 tấn. Đấy, như đây là cái biện pháp là bà con là phải khắc phục thì cái bệnh nhất là cái bệnh chảy lá. Khi mà chúng ta mà ra quả rồi mà chảy cái là gốc là không che được quả thì làm cái quả nó nặng đối diện bệnh, mà trời là nó nặng buổi trưa là nó nặng trái, đó là nó giảm tỷ lệ cái năng suất cho. Thế anh tôi hỏi thêm mà núi cái cây bí này là nếu như những cái bệnh mình phòng cái bệnh bí bệnh phấn trắng thì mình phải phòng chống như thế nào? À, cái bông bệnh mà phấn trắng thì trên cái bí thì chúng ta dùng thường alet. Alet thì chúng ta phủ thường món seren không hết, hoặc là thường thường anvin cộng với thằng marasi này thì nó cũng đặc trị được cái phần trắng. Đấy, hoặc là thằng tụp xin ở trên thị trường thì nó nhiều thuộc. Đấy, hoặc là thằng tụp xin chúng ta cộng với marasi. Đấy, hoặc là tụp xin chúng ta cộng với anvin thì cũng là những cái bài thuốc là để cái phần trắng trên cái bí. Thì đấy để tiền nếu mà tướng chương trình clip tiếp theo thì tôi sẽ làm cho cái phân hóa mâm hoa ra hoa đậu quả để cho bà con được biết là trên cái bí đất. Đấy. Đó thì bí đất này thì nói chung một cái bí đất thì đầu tư rất chi là rẻ tiền. 1 hectare thì tôi đầu tư vào tầm 30 triệu. Mấy một cây thì là xóa đói giảm nghèo. Thì người nào mà muốn làm bí đất thì cái gì mà thắc mắc mọi sự liên hệ thì cứ liên hệ đến Oanh Luân TV. Đấy. Thì Oanh Luân TV sẽ hướng dẫn cho bà con. Đấy. Hướng dẫn cho bà con làm và lấy giống như nào. Đấy, cái giống này là TMR 86 rất là năng suất như tấn nhé. TMR 86 đúng không? Là cái giống của bí này rất là năng suất. Thì khi nào mà bí ra thì để tôi sẽ hướng dẫn cho bà con là sẽ quay kỹ cái anh tấn anh lấy không gian biệt để bữa sau cái nào quả như nào thì anh đây. Để anh biết. Đây có nghĩa là tôi cũng quay lại cho bà con cái không gian ở cái vườn đây. Thì để clip tiếp theo thì lúc nào mà để cây bí bắt đầu để chuẩn bị để quả rồi phân hóa mầm hoa như thế nào, Oanh Luân TV sẽ tư vấn cho bà con. Đây, bà con đừng là theo dõi để biết nhá, chứ không phải là nói là đây là nói có sách mới có chứng nhá. Thôi thì hôm nay Oanh Luân TV cũng đến đây thì chúc bà con trên cái hồi lâm bị đau bị sánh bò đất hoặc là bị sánh lâu dài thì chúc cái sức khỏe, chúc được mua được giá đây, đăng ký cho Oanh Luân TV một kênh và một lượt thích thì để cái kênh của mình càng ngày càng vững mạnh đây, càng ngày càng phát triển hơn. Tôi chúc quý vị khán giả là sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Xin chân thành chào tạm biệt.